Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, vụ nghi vấn cắt xén bữa ăn của học sinh học bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Hoàng Thu phố 1, Bắc Hà, Lào Cai đang được dư luận hết sức quan tâm. Theo thông tin mới nhất, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh có hay không việc bớt xén bữa ăn bán trú, cũng như làm rõ ý kiến của hiệu trưởng cho rằng video do thầy cô dàn dựng. Lãnh đạo nhà trường nói thầy cô dàn dựng video gửi cho báo chí. Theo phóng viên của VTV24, tối ngày 16 tháng 12, bữa ăn bán trú tại trường Hoàng Thu phố 1 có dấu hiệu bất thường, bị cắt xén. Mỗi mâm 11 học sinh chỉ được ăn sáng với 2 gói mì tôm nấu loãng, pha với cơm, trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được 1 gói mì tôm và 1 quả trứng. Với bữa trưa và tối, học sinh được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau. Dù trên bảng ghi ngày 14 tháng 11, ngoài rau, thực phẩm cho 2 bữa còn có 11kg thịt lợn và 11kg xương. Thậm chí, rau ở bếp bị thối, học sinh được huy động xuống nhặt. Trong phóng sự, hiệu trưởng nói khẩu phần ăn cho học sinh vẫn đầy đủ. Như bữa ăn chỉ có giò và canh rau là đủ theo thực đơn đã đưa ra. Số rau hỏng được ghi hình không sử dụng để chế biến. Tuy nhiên, nhân viên nấu ăn của trường cho biết tình trạng thiếu đồ ăn thường xuyên xảy ra. Thậm chí, nhà vệ sinh trường còn thiếu giấy khiến cho các em phải sử dụng lá su su thay thế. Ở một số bữa ăn khác, hiệu trưởng vẫn khẳng định bữa ăn đầy đủ, trong khi học sinh nói chưa no. Gặp hết thức ăn vẫn chưa ăn hết cơm trắng. Nhân viên nấu ăn cho biết số thực phẩm được nhận để nấu chỉ bằng 1/3 so với định lượng được công khai. Khi được hỏi về số tiền mua thực phẩm còn thừa đi đâu, nhân viên nấu ăn cho biết cái đấy thì chị không biết được. Họ xuất ra cho chị nấu, bảo nấu như thế nào thì chị nấu thế đấy thôi, mình lấy đâu ra thêm. Nếu như thông tin người nấu ăn cung cấp là chính xác, thì mỗi tháng trường Hoàng Thu phố 1 chỉ sử dụng khoảng 40 triệu đồng trong tổng số 125 triệu đồng nhà nước đã hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng cao. Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 17 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra văn bản chỉ đạo giao Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tình trạng bữa ăn bán trú của 174 học sinh không đảm bảo chất lượng, thậm chí có dấu hiệu bớt xén. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành ra soát việc tổ chức các bữa ăn cho các học sinh bán trú, nội trú và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với học sinh. Theo giải trình của ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, hình ảnh phản ánh là có thật, nhưng có cả hình ảnh gian dựng, chẳng hạn như việc sử dụng rau thối để nấu ăn cho học sinh hay nhà trường cũng không chỉ đạo, hướng dẫn học sinh dùng lá thay giấy vệ sinh. Tuy nhiên, theo một số giáo viên đang công tác tại trường Hoàng Thu phố 1, khẳng định những hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú của học sinh là đúng sự thật. Không chỉ vậy, nhà trường còn bắt học sinh dùng sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũ. Các thầy cô rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ để học sinh bớt khổ. Cụ thể, theo thông tin từ VTV24 cho biết, theo chính sách, mỗi tháng các học sinh ở đây được nhà nước hỗ trợ 150.000 đồng để mua sách vở đồ dùng học tập. Thế nhưng, theo ghi nhận, hầu hết sách của các em học sinh đều là sách cũ, dùng lại. Nhiều phụ huynh học sinh cũng không biết đến khoản hỗ trợ này, họ cũng chưa nhận được bao giờ. Khi có xuất hiện phóng viên, hiệu trưởng còn chỉ đạo các giáo viên tìm mọi cách, thậm chí bảo học sinh nói dối để che đậy đi việc, các em phải dùng sách cũ. Tuy nhiên, những đứa trẻ tại ngôi trường này đã không nói dối. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, Lào Cai, do Chủ tịch huyện Đinh Văn Đăng ký tại buổi làm việc ngày 17 tháng 12, sau khi nghe ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 giải trình cùng ý kiến của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà xác định hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường này, bữa ăn có 2 gói mì tôm chan cơm của 11 học sinh là có thật. Tuy nhiên, để có đầy đủ các căn cứ dữ liệu thực hiện các nội dung, xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, cần phải kiểm tra xác minh làm rõ thêm nội dung phản ánh. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ báo cáo từ phía nhà trường là thông tin một chiều. Có những thông tin giải trình trái ngược với phản ánh của báo chí. Sở đề nghị huyện xử lý nghiêm khắc nếu có dấu hiệu sai phạm. Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thu phố cho biết, hiện nay, lãnh đạo nhà trường đang báo cáo có việc thầy giáo dàn dựng video, hình ảnh gửi cho báo chí và đăng tải lên mạng xã hội. Vấn đề này, chúng tôi đã mời công an vào cuộc xác minh. Nếu có dàn dựng thì sai đến đâu, xử lý đến đấy. Còn nếu thầy cô phản ánh đúng sự thật, phải đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cũng thống nhất tạm đình chỉ hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 ở huyện Bắc Hà, Lào Cai trong 15 ngày kể từ ngày 17 tháng 12 để làm rõ việc các em học sinh ở trường này phải ăn mì tôm chan cơm gây xôn xao dư luận.
Sáng ngày 17 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra văn bản chỉ đạo giao Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên. Xử lý vi phạm đối với tập thể, cá nhân nếu có, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16 giờ ngày 17 tháng 12. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú, nội trú và việc thực hiện các chế độ chính sách khác đối với học sinh. Được biết, trong ngày 17 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà đã tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp tới trường làm việc với ban giám hiệu, học sinh và nhân viên trường học. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm nếu có vi phạm xảy ra. Việc báo cáo của trường, của ngành cần phải trung thực, khách quan. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và những người liên quan cần được xác định rõ. Thông tin mới nhất vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm ở Lào Cai. Liên quan tới vụ việc 11 học sinh bán trú ăn chung 2 gói mì tôm chan cơm gây xôn xao dư luận, sau khi thành lập đoàn thanh tra để làm rõ những bất thường tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, 174 học sinh tại đây đã được ăn đủ định lượng theo đúng tiêu chuẩn. Trong sáng ngày 18 tháng 12, đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh Lào Cai cũng về trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 nắm tình hình về các chế độ chính sách dành cho học sinh bán trú. Cụ thể, thực đơn trong ngày 18 tháng 12 của 174 học sinh bán trú được công khai trên bảng tin. Buổi sáng có cơm cùng thịt lợn, bắp cải. Bữa trưa có cơm cùng thịt lợn, giò lợn, bắp cải, đỗ béo. Qua khảo sát, khẩu phần ghi trên bảng nhà trường đã đúng với thực tế bữa ăn của học sinh bán trú. Theo quy định 81 của Chính phủ, nhà nước hỗ trợ tiền bán trú hàng tháng với học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ bằng 40% lương cơ sở, tương đương 720.000 đồng. Ngoài tiền ăn, học sinh còn được hỗ trợ tiền nhà ở và 15kg gạo một tháng. Chia ra, bữa sáng của một em học sinh ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 tương ứng với 7.000 đồng, bữa trưa là 14.000 đồng, bữa tối là 13.285 đồng, tổng cộng là 34.285 đồng một ngày một học sinh. Theo ông Ngô Xuân Dung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, được giao phụ trách chỉ đạo hoạt động của trường trong thời gian đình chỉ hiệu trưởng. Với những tháng học sinh chỉ có khoảng 15-20 ngày, số tiền hỗ trợ ăn còn dư sẽ được trả cho phụ huynh. Theo các giáo viên, sau khi sự việc được đưa ra dư luận, hiện nay bữa ăn của các học sinh bán trú đã được cải thiện, các em được ăn no và đầy đủ chế độ. Hôm 17 tháng 12, ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà đã có văn bản giao Phòng Giáo dục và Đào tạo các xã thị trấn kiểm tra, xác minh việc thực hiện chế độ ăn cho học sinh bán trú, công tác lập và chi trả các chế độ, chính sách cho học sinh bán trú. Về phía lãnh đạo xã Hoàng Thu Phố cũng cho hay, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 tự chủ tài chính và do huyện quản lý nên mỗi lần xã vào làm việc, hiệu trưởng đều trả lời thực hiện chế độ cho học sinh đúng, đủ, đảm bảo. Lãnh đạo xã Hoàng Thu Phố bày tỏ, xã còn hơn 50% hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống còn nhiều khó khăn. Xảy ra sự việc này, chính quyền địa phương và người dân rất bức xúc. Chúng tôi mong sớm có kết luận về vụ việc, nếu có sai phạm, phải xử lý nghiêm, tránh làm ảnh hưởng đến chính sách chung của nhà trường. Trước dư luận đặt câu hỏi về việc có hay không việc cắt xén suất ăn bán trú tại trường, ông Đinh Văn Đăng cho biết, huyện đã giao các cơ quan chuyên môn xác minh toàn bộ các nội dung phản ánh liên quan. Lãnh đạo huyện Bắc Hà nói, việc xác minh vẫn đang được tiếp tục triển khai, song song với đó là công tác ổn định tư tưởng, tình hình đối với phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo. Trên căn cứ kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ báo cáo lên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và thông tin rộng rãi đến báo chí. Thưa quý vị, hiện vụ nghi vấn cắt xén bữa ăn của học sinh bán trú ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, Bắc Hà, Lào Cai đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liệu có hay không việc cắt xén thức ăn và số tiền mua thực phẩm còn thừa đã đi đâu? Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ nghi cắt xén bữa ăn học sinh vùng cao ở Lào Cai sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.